For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, phấn khởi nhiều, băn khoăn không ít. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa quyết định phương án tổ chức kỳ thi và cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo phương án 2+2 với 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Giảm áp lực thi cử, phương án này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo giáo viên và học sinh. Em Lê Quang Liêm, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Hắc Dịch thị xã Phú Mỹ chia sẻ, chúng em sẽ là lứa học sinh đầu tiên dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ với 4 môn. Thông tin này khiến em cảm thấy phấn khởi vì giảm áp lực. Chúng em được chủ động lựa chọn và dành thời gian ôn tập các môn sở trường nên kết quả thi chắc chắn sẽ khả quan. Còn em Phạm Ngọc Thủy Tiên, học sinh lớp 11A5 cùng trường Trung học phổ thông Hắc Dịch thì cho hay, với phương án thi hiện hành, học sinh phải thi tới 3 môn bắt buộc và một trong 2 bài khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, mỗi bài có 3 môn thi thành phần. Như vậy các em sẽ phải thi cả những môn không phải thế mạnh và cũng không sử dụng vào xét tuyển đại học. Thủy Tiên dự kiến sẽ xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS và kết quả học bạ, đồng thời nộp hồ sơ du học. Do đó, theo em, phương án thi tốt nghiệp này khá nhẹ nhàng, đặc biệt phù hợp với những thí sinh dự thi trung học phổ thông chỉ với mục đích xét tốt nghiệp như em. Ông Võ Thanh Minh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc cho rằng, việc đưa ngoại ngữ trở thành môn tự chọn sẽ tạo tiền đề cho một cuộc cách mạng trong dạy và học. Khi không bị gò bó bởi áp lực, thi gì học nấy, thi gì dạy nấy, giáo viên và cả học sinh sẽ có cơ hội dạy và học một cách thực chất với cả 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết, thay vì chỉ có kỹ năng đọc viết như hiện nay. Ông Minh cũng nhấn mạnh, phương án thi tốt nghiệp vừa công bố còn giúp cho việc thực hiện nghị quyết 123/2019/NQ-HĐ-NG của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 tới lớp 12 trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách thực chất và hiệu quả, đúng với tinh thần nghị quyết đề ra. Cùng với đó, hiện nay, hầu hết các trường đại học, sinh viên muốn ra trường phải đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, do đó không thể vì ngoại ngữ trở thành môn tự chọn trong thi tốt nghiệp mà học sinh lơ là môn học này, vẫn còn băn khoăn. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có nhiều giáo viên bày tỏ sự băn khoăn với phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025 mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố. Hiệu trưởng một trường trung học phổ thông cho rằng, phương án này nếu chỉ nhằm giảm áp lực và chi phí thì chưa phù hợp, bởi trong bối cảnh tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước đạt gần 99% như những năm gần đây, và các trường đại học cũng đưa ra nhiều phương thức tuyển sinh, thì cách làm tốt nhất để giảm áp lực và chi phí phải là xóa bỏ kỳ thi này. Vị hiệu trưởng này cũng cho rằng, phương án tổ chức kỳ thi với mục đích giảm chi phí không phải mục tiêu của giáo dục. Ông Nguyễn Đức Thiện, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hắc Dịch thị xã Phú Mỹ thì bày tỏ sự chăn trở khi phương án thi dường như đang đi ngược lại xu thế của thời đại. Ngoại ngữ vốn là bài thi bắt buộc nay trở thành môn thi tự chọn. Ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, khi ngoại ngữ trở thành môn tự chọn thì phong trào học ngoại ngữ sẽ đi xuống, bởi tâm lý của phụ huynh học sinh hiện nay là thi gì học nấy, không thi không học. Ông Thiện chia sẻ. Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên khác băn khoăn về hướng dẫn tổ chức kỳ thi theo phương án mới, cũng như phương án tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng. Chỉ ra những ưu điểm của phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, ông Phan Ngọc Tấn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu, bày tỏ sự lo lắng vì với phương án này, học sinh sẽ học lệch ngay từ năm lớp 10. Bởi khi đã xác định được 4 môn thi tốt nghiệp, các em sẽ có thể lơ là bỏ bê các môn học khác. Điều này gây ra khó khăn cho giáo viên trong quá trình giảng dạy, cùng với đó là khó khăn cho các nhà trường trong việc tổ chức ôn thi. Từ năm 2025 trở đi, học sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số 9 môn học ở lớp 12, đó là ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật, tin học, công nghệ. Với phương án 2+2, số buổi thi sẽ giảm xuống còn 3 buổi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, phương án thi 4 môn vừa giảm áp lực thi cử cho học sinh, vừa giảm chi phí cho gia đình học sinh và xã hội. Không những vậy, việc giảm môn thi còn làm kỳ thi trở nên gọn nhẹ hơn. Đặc biệt khi thông tư 2020/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập có hiệu lực, biên chế giáo viên được tính theo số lượng học sinh trên lớp, theo vùng, thì khó khăn càng thêm khó. Lúc này, trường trung học phổ thông được bố trí tối đa 2,25 giáo viên một lớp. Đối với những trường hợp đặc biệt phải bố trí số lượng học sinh trên lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng quy định tại thông tư 2020/2023 thì phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức số lượng học sinh trên lớp phù hợp thực tế.
Theo nhiều cán bộ quản lý, việc bố trí lượng học sinh trên lớp và giáo viên đứng lớp để ôn thi chắc chắn sẽ phát sinh nhiều bất cập. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.